Ok, à, ngày hôm nay thì tiếp tục bên em lại bóc hộp hai cái sản phẩm, đó là một con vang cơ lai số T10 Plus cùng với một cục đẩy 2 kênh LT1600, công suất cho ra là 800W một kênh ở chế độ 8 ôm. Thì hai cái sản phẩm này đều đến từ thương hiệu của LX Acoustic, và ngày hôm nay thì bên em có bóc hộp ra và gửi đến cho một bác khách hàng ở thị trấn Quang Minh, huyện Mê Linh, thành phố Hà Nội. Đẩy LT1600 đang có giá là 6.200.000 đồng, và con vang cơ lai số T10 Plus với giá là 2.400.000 đồng, và sẽ tặng đầy đủ dây dắt cho tất cả các bác. Ở đây thì vừa rồi bên em cũng bóc hộp ra anh em nhé. Ok chưa? Kia là hộp của đẩy này, đây là hộp của con vang. Thì bây giờ sẽ đi vào kết nối thì rất đơn giản thôi. Sẽ hướng dẫn luôn. Các bác kết nối về về chúng ta kết nối con này thì rất đơn giản. Cặp dây ca lông này thì em sẽ tặng các bác, và thì các bác có thể thấy đây, đằng sau con vang đúng không ạ, nó sẽ có hai cổng súp. Con vang này rất là hay này, tí nữa em sẽ giới thiệu sau anh em nhé. Nó sẽ có hai cổng súp, và nó sẽ cổng AUR và AUR đúng không ạ, hai cổng AUR này, thì về chúng ta sẽ cắm vào hai cổng AUR này anh em nhé. Ok chưa? Nhà anh em mà có súp điện hoặc súp hơi chúng ta sẽ cắm vào đây, hai cổng súp này. Còn đâu cắm ra loa, đấy, cắm ra loa thì chúng ta sẽ cắm vào cổng AUR. Ok chưa? Rất rất là đơn giản và rất là nhanh. Hai cổng còn lại đúng không ạ? Hai đầu còn lại của dây cao lông thì chúng ta sẽ cắm vào hai đường input của cục đẩy. Đó, đằng sau cục đẩy nó có hai đường input này, hai đường link này, và những cái đường output để kết nối ra loa này. Thì đây em sẽ cắm vào hai đường input. Ok chưa? Đó, vậy là xong đúng không ạ? Tiếp đến thì loa thì về các bác, chúng ta sẽ xoắn cái này nhé. Xoắn cái cầu xoắn này ra, ở trong thì nó có cái lỗ thì chúng ta sẽ luồn dây loa vào và chúng ta sẽ vặn chặt vào là xong. Còn ở cái video này thì em sử dụng bằng cái jack lưu trích để kết nối cho anh nhanh. Rất đơn giản thôi. Đó, vậy là xong. Nhạc vào thì anh em sử dụng bằng dây 3.5 AZA AV hoặc là dây quang đều được. Ở nhạc vào thì con này nó có rất là nhiều cổng này, Bluetooth này, cổng quang này, cổng question này, AUX1, AUX2 thì về anh em cắm cho em vào cổng AUX1 nhá. Ok chưa? Đó. Mic thì chúng ta sẽ cắm vào hai cổng mic này, mic A, mic B đều được. Ở đây là cổng mic này. Ok chưa? Rất là nhanh thôi. Còn điện nguồn thì các bác đây, cắm điện nguồn vào là xong. Đấy. Ok chưa ạ? Rất đơn giản. Thì bây giờ em sẽ bật lên và sẽ test thử một cái bản nhạc nhá. Và em sẽ lắp mic vào karaoke thử một đoạn để cho tất cả các bác cùng nghe. Khi chúng ta vặn lên như này là không thấy nhạc này, em thấy. Đó, các bác thấy là không có nhạc đúng không ạ? Không có nhạc thì tức là ở đây anh em đang để ở chế độ AUX2 này. Mà vừa rồi nhạc vào chúng ta cắm cổng AUX1 thì bắt buộc anh em phải nhấn nút input này nhé. Để chúng ta chuyển nhạc vào này. Sang Bluetooth này. Đó, sang cổng quang này. Tiếp đến cổng question này. Tiếp đến AUX1. Ok chưa? Đó, và bây giờ chúng ta vặn lên là có nhạc ngay này. Đó, em sẽ lấy một cái bản nhạc. Lấy một cái bản nhạc ở trên máy tính anh em nhé. Ok chưa? Cần sử dụng một cái tua vít nhỏ này, nó đi theo máy. Anh em có thể chỉnh bass check lên này, chỉnh bass check của nhạc này, tăng check lên này, giảm check này. Ok chưa? Tăng chung giảm chung này, bass này. Ok chưa? Đó,
Bass thì nó để tùy từng loa, đúng không? Tùy từng không gian. Đây em đang để tầm 1 giờ thôi. Chung này thì chúng ta cứ để tầm 12 giờ cho em nhé. Tiếng nó rất là ok. Đó, tăng chen lên này. Nghe khác biệt hoàn toàn luôn, đúng không ạ? Về phần nhạc đã xong thì bây giờ em sẽ kết nối mic vào và karaoke thử một đoạn ở trên cấu hình này. Anh em đang cùng nghe cái tiếng vợt nhé. Tiếng vợt ở trên cái con vang tiên 10 nút này kết hợp với cục đẩy LT1600. Ở đây thì em đang sử dụng bộ mic U7-525, bán bộ mic này khá là rẻ tiền. Giá của bộ mic này chỉ có 2.600.000 đồng, em chất âm rất là ok. Và đây là đồng bộ hãng LX Acoustic được 6789. Cái tiếng vợt của chúng ta nghe thì nghe nó rất là sạch các bạn, rất là sạch. Thì bây giờ sẽ tăng echo lên một chút em nhé. Đây, 5, 7, 7, 8, 9. Khi chúng ta tăng echo lên thì nghe cái tiếng nghe nó rất là quen luôn, rất là rẻ. Như này thì rất là lịnh giọng để cho chúng ta hát karaoke sập 7, 7, 8, 9. Ngoài ra thì anh em có thể chỉnh âm lượng to nhỏ ngay trên cái khiển này. Ngay trên cái khiển này được anh em nhé. Ok chưa? Ngay trên cái khiển này. Hoặc là chúng ta có thể chỉnh âm lượng to nhỏ trên con vang này đều được. Thì đây là một trong cái dòng vang chống hú tự động đó. Giá rất là bình dân cho tất cả các bác, chỉ có 2.400.000 đồng. Và cục đẩy là tiền 1600 này đang có giá là 6.200.000 đồng. Thì ok. Bây giờ em sẽ bây giờ em sẽ cao phim được một đoạn ở trên cái con cố và tiêu kiểu của lúc cùng với cũng đẩy em nhé. Chất lượng khá là hay. Anh em đang thử nghe và cảm nhận. Một người ra đi vội vã mang theo nhân dấu yêu xa rời, một người về trong sầu bơ vơ, mang thương nhớ, mang trái tim vỡ tan bao bờ, để rồi chia ly từ đây, yêu đương hóa kiếp đau thương. Bao đêm ngồi trong tôi quay chờ mong mơ bóng em dấu yêu quay về đây, một tình xưa phai dấu tư một buổi chiều thật buồn mấy sáng theo đưa về dấu thương dẫn kiếm năm tôi xin vắng tương lai mong em đã quá xa rồi một mình đi. Và được bảo hành đến tới tầng 1 năm. Ok, video của chúng ta xin dừng ở đây. Xin chào và hẹn gặp lại.